Chào mừng quý vị trở lại với chương trình truyền hình thực tế Phong thủy 24 giờ với chủ đề tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt. thưa quý vị và các bạn chúng ta thường nghe những cái câu nói như mất sạch sành xanh được manh áo đỏ à, quả đúng như vậy cái tấm áo bản mệnh ở trong cái căn số tam tứ phủ thì không dễ gì mà có được à, trước khi gia trình cha trình mẹ các cái ghế đồng thì hầu như đều phải trải qua cái vòng cơ hành vậy thì cơ hành là gì và cách hóa giải như thế nào xin mời quý vị hãy chờ trong ít phút thưa quý vị và các bạn chúng ta trở lại với chương trình truyền hình thực tế phong thủy 24 giờ chúng tôi vừa đề cập với quý vị một cái nội dung liên quan đến vấn đề cơ hành và cách hóa giải thưa quý vị thưa quý vị thì chúng ta sẽ hiểu cơ hành là gì cơ hành chính là trả nghiệp chúng ta đời trước kiếp trước gieo nghiệp xấu kiếp này vẫn tiếp tục tạo nghiệp sát sinh hay là lừa dối trộm cắp hại người và đến khi cái nhân ấy đủ lớn đến kỳ khai hoa nở nhuệ thì sẽ phải trả giá và nhân quả càng đến muộn thì quả thì lại càng lớn quý vị ạ nhưng cũng có những người khi xuất thủ trình đồng đã làm lễ trả nghiệp rồi nhưng tại sao vẫn bị cơ hành đó vì là chúng ta làm lễ nhưng việc xét để chấp nhận cho việc trả nghiệp hay không là do bề trên xem xét và phụ thuộc vào tâm phúc đức của cá nhân đó và xét cả cái quá trình tu tập trong 3 năm từ lính quý vị ạ. À, nhiều cái thanh đồng nghĩ mở phù xong là yên tâm không bị cơ hành nữa Nhưng thực ra đó mới chỉ là sự bắt đầu của sự thử thách Là con nhà tứ phủ, cha mẹ cho ta cái cần câu để làm phương tiện trả nghiệp nhanh Nhưng muốn câu được cá hay không thì phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân Nếu tâm nghĩ là làm lễ trả nghiệp xong là xong thì mình không lo nữa Vậy tiếp tục tạo nghiệp mà không gieo phúc Thì đến khi vòng cơ tiếp tục đến thì nghiệp vẫn đầy mà phúc sẽ mỏng thưa quý Vị. cuộc đời mỗi người có ba vòng cơ và cứ 10 năm thì lập lại một lần à, có những thanh đồng bị cơ hết sạch tức là công ăn việc làm hạnh phúc gia đình con cái sức khỏe rồi à, cơ đến khi hiểu ra biết quay đầu lại là bờ thì mới thôi. Nếu như chúng ta biết làm phúc trả nghiệp, thì vòng cơ sẽ nới từ từ. À, có những người tạo phúc tốt nên trả nghiệp nhanh, cuộc sống sau đó rất yên bình và ung dung tự tại. Quý vị ơi, mỗi người một căn, một số phận khác nhau. Vì vậy khi bước vào vòng cơ hành cũng mỗi người một khác, không ai giống ai. Vậy các kiểu cơ hành như thế nào? Xin quý vị chờ trong ít phút. Thưa quý vị và các bạn, quý vị trở lại với chương trình với nội dung cơ hành và những cái cách hóa giải. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhắc đến các kiểu cơ hành thì cái, cái cơ đầu tiên quý vị cần lưu ý đó là cơ về tiền bạc. Ở đời sống con người nằm trong sự tương tác của nhiều mặt và nhiều yếu tố, trong đó thì tài chính là một phần có ảnh hưởng không nhỏ. Đây cũng là một trong những phương diện hay bị ảnh hưởng trong cái thời điểm cơ hành nhất và à, tùy công việc à, và khả năng tài chính của mỗi người mà cơ hành lại khác nhau. À, có người làm công ăn lương đang à, yên lành thì bị giáng chức à, rồi chuyển công tác, rồi chuyển vị trí, có là đang từ vị trí tốt có thể sang vị trí kém hơn hoặc là ít bổng lọc hơn à, và à, hoặc là tệ à, hơn nữa là mất việc. Và người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán hay là chủ doanh nghiệp thì lại có vô vàn kiểu cơ về tiền bạc. À, có người thì à, đang làm ăn lâu năm ổn định thì bỗng công việc trục chặt rồi là uh, thua lỗ rồi là càng xoay sở thì càng bế tắc hoặc là càng vùng vẫy cố tìm cách vực lại thì lại càng mất mát rồi là có người thì còn vỡ nợ và uh, lao vào cái vòng lao lý tù tội À, có những người thì chẳng mưu cầu gì giàu sang chỉ mong đủ ăn đủ sống à, nhưng vẫn lận đận mãi không tìm được cái công ăn việc làm ổn định cũng khó khăn rồi cũng đụng đâu thì họng đấy thưa quý vị và nhiều người làm được nhưng lại không đọc được của rồi chi phí phát sinh nhiều hao tải tốn của à, cần phân biệt rõ ở đây thưa quý vị về cái cơ hành khác với vận nạn và trong cái cuộc đời con người thì luôn có lúc thăng lúc trầm và lúc khó khăn lúc may mắn à, chuyện tiền bạc sự nghiệp cũng vậy và tuy nhiên vận nạn thì có thể à, có à, thời kỳ à, thường thì trong thử thách vẫn có cơ hội à, trong rủi vẫn là có thể có may à, lúc gặp hạn thì cuối cùng vẫn có thể có lối thoát nhưng à, khi bị cơ hành thì nó sẽ dài kỳ hơn rồi nhiều nỗi éo le dông tố chưa qua thì phong ba đã tới và liên tiếp tối tăm mặt mũi xoay sở kiểu gì cũng không thấy lối thoát. Rồi có nhiều người bỗng nhiên làm ăn gặp người gặp của lên như diều gặp gió. Rồi may mắn thuận lợi, rồi là có những cái việc mà tưởng chừng như chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được, ta lại có thể may mắn như vậy. Nhưng thực chất của việc này thì đó chỉ là việc giàu sồi, là cơ hội thứ hai trong việc mà mỗi người bị căn cơ mà phải gia trình bốn phủ, dình tờ tứ phủ hay là có thể gọi là mở phủ. Đó là cha mẹ cho đồng ngân đồng xuyến để gia trình thánh. Rồi nhưng cái thói đời thì thường là ngủ quên trên chiến thắng nên là lúc trên vinh quang thì không ai nghĩ đến có những có thể lúc cái lúc xuống dốc có người thì cứ tự tin rằng mình làm được là do nội lực của bản thân và không hề một cái thế lực nào có thể đánh đổ được nhưng đến khi mất tất cả thì mới thức tỉnh thì đây cũng là một trong những cái điều về cơ hành thưa quý vị một trong cái điều để chúng ta nhận thấy nữa đó là cái kiểu cơ hành về tình cảm Và rất nhiều bạn có chia sẻ là những cái trục trặc về chuyện tình cảm trong thời gian cơ hành à, Nhiều bạn mặc dù thì ngoại hình rất là ưa nhìn, à, rồi à, công việc tốt nhưng nhiều năm cứ lận đận về đường tình duyên và cứ yêu ai thì được một thời gian thì lại cãi cọ này chia tay rồi nhiều tuổi mà vẫn chưa đến kết hôn và có bạn thì đã có gia đình những hạnh phúc gia đình thì liên tục gặp những cái xung đột rồi vợ chồng thì khắc khẩu và cãi vã thậm chí có thể đánh đập lẫn nhau và trong lúc bế tắc tuyệt vọng thì các bạn đã tìm đến các cái thầy thợ và hy vọng thế có thể là cứu vớt được cái hạnh phúc của mình trên cái bờ vực thẳm chia ly và các thầy soi ra thì với rất nhiều các lý do như không hợp tuổi này rồi nằm trong cung xung khắc rồi cưới nhau vào những ngày xấu rồi có vong âm theo vợ hoặc theo chồng để quấy phá rồi làm đủ thứ lễ để có thể di cung hoán số kết dây tơ hồng làm bùa yêu bùa ngải có thể có cả những trường hợp như vậy thế rồi những tiền mất tật mà mang vợ chồng vẫn chia ly không biết rằng đó lại chính là cái căn quả của mình đang phải gánh và âu cũng là do phúc mỏng nghiệp dày và không gặp được người có tâm soi sáng thưa quý vị. Và một trong những cái điều mà về cơ hành còn có thể cơ về sức khỏe. Sức khỏe là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đối với đời sống con người. Có sức khỏe thì có tất cả. Có rất nhiều người bỗng dưng đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra ốm. Và cứ đi khám thì hết bệnh này, bệnh kia mà các nơi uống thuốc này thuốc kia nhưng cũng không có khỏi, cũng không có khám ra bệnh. Và tới khi tìm đến các thầy soi ra thì mới biết do mình đó là cái căn quả phải bắt kế hầu thánh rồi uh, bắt kế hầu cha mẹ thì mới được yên căn yên số và có thể hết bệnh mà có thể cái quan niệm gọi là bệnh trần cũng qua, bệnh gầm cũng khỏi. Các bạn lưu ý là đoán đúng được nguyên nhân của mình là do căn quả, nhưng nếu trình đồng mở phủ sai, do làm sai phép hay do đoán sai cái người cầm mệnh, có nghĩa là căn của người này thì chúng ta lại đi hầu người khác thì có thể bệnh không giảm mà còn nặng hơn, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn vất vả hơn lúc trước. Và một trong những cái yếu tố mà về cái cơ hành có thể là cơ về tâm. À, có những người bỗng dưng được nhà thánh ban cho những cái khả năng phi thường như soi bói, nhìn âm rồi nghe âm tuy rằng họ vẫn chưa mở phủ rồi cái điều đó thì chúng ta gọi là là cái đồng nổi thưa quý vị là những cái người như thế này thì mới nổi thường xem rất là chuẩn rồi nhìn âm rất là rõ nói chuyện với người âm thông thạo rồi cho xuất bóng đến các nơi để soi xét và thường thì đồng nổi nghĩ mình chưa ra hầu đã được làm như vậy thì tâm sinh tự mãn rồi cho rằng mình là tài giỏi hơn người rồi tuân thân phận cao quý và khi nào thích hầu thì hầu không thích hầu thì chẳng sao cả. Điều này thực chất của việc cho lộc nổi, trước tiên là do để cho đồng biết đến những cái căn quả của mình và thứ hai là cho cái cơ hội để tạo cái tiếng tâm nhiều hơn để mọi người biết đến nhiều hơn khi chính thức được lệnh làm việc. Và ngoài ra có một số trường hợp khác khi được ban lộc âm thì trở nên sợ hãi phải hầu hạ dạ vâng nhà thánh không muốn tu theo con đường chính đạo vì sợ gian nan vất vả cũng là một trong những cái điều là liên quan đến cơ về tâm. Thưa quý vị và các bạn, ngoài ra cơ tâm còn có một cái dạng khác đó là ở trong cái thời gian bị cơ hành thì thân tâm luôn điên đảo rồi là bất an thần kinh căng thẳng xảy ra có bản nổi giận hoặc là sợ hãi vô cớ tuy nhiên đây vẫn được gọi là cơ tâm dạng nhẹ thưa quý vị cơ hành nặng đó là bỗng nhiên là thích làm những cái việc như quái dị giống như là thích ăn thịt sống rồi lối sống trở nên dị biệt theo cái hướng tiêu cực và cá biệt có một số trường hợp à, có thể là lâu ngày còn bị à, xui khiến làm một số việc như là tà quái như là tự tử hại người cũng có thể xảy ra đấy quý vị ơi. Thưa quý vị và trường hợp bị cơ điên thì xưa nay à, lại càng phổ biến hơn. À, đây là kiểu cơ phức tạp nhất. À, khi đã cơ tâm thì mỗi người một kiểu, mỗi người một câu chuyện là không ai giống ai. À, cơ tâm à, cũng là một dạng cơ có sức ảnh hưởng mạnh nhất vì nó có tác động trực tiếp đến cái tâm lý và cái sức khỏe tâm thần của con người. Bản thân con con người không chủ động kiểm soát được cái điều và 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 mình đã làm và đã nói thưa quý vị và một trong những cái điều mà chúng ta cần lưu tâm và trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay đó là cái cơ kết hợp có nghĩa là trên thực tế thì ít người bị cơ đơn thuần một kiểu ví dụ như là cơ nguyên về tiền bạc uh, cơ về sức khỏe hay một yếu tố chúng tôi đã vừa đưa ra uh, nếu có thì đó là những người được cho là còn may mắn Uh, còn uh, phúc phận này còn dày, uh, còn lại đã có rất nhiều trường hợp cùng một lúc là cơ nhiều mặt. Đấy có nghĩa là là vận rủi uh, liên tiếp tứ bề bó chặt. Đấy có nghĩa là đời sống trở nên tối như đêm, dày như đất và ví dụ như là vừa gặp không may trong làm ăn thì đó là cơ tiền thì lại có vừa đột nhiên lại gặp bệnh nó lại cơ sức khỏe hoặc là có những người không may mắn trong tình cảm thì đó là về cơ về cơ về tình cảm rồi đồng thời tài chính cũng bị đi xuống thì lại là cơ tiền và như vậy có thể thấy cơ hành thiên bín vạn hóa có rất là nhiều mức độ khác nhau cũng phụ thuộc vào duyên nghiệp của mỗi người, mỗi dòng họ. Và khi ai đã vào vòng cơ hành có nghĩa là người có cái mắc nợ hồng ân bốn phủ Và chắc chắn người đó phải ra trình cha tố mẹ cắt tóc làm tôi nối đời làm con thưa quý vị vậy thì chúng ta đang đề cập tới vấn đề cơ hành có rất nhiều những cái biểu hiện những kiểu cơ hành vậy thì quý vị sau chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trải nghiệm xem nếu quý vị đang rơi vào vấn đề cơ hành nào thì chúng ta cũng biết để mà khắc phục cũng như là hiểu thêm vậy thì nếu chúng ta rơi vào điều đó thì hóa giải cơ hành như thế nào xin mời quý vị hãy chờ chúng tôi trong ít phút thưa quý vị và các bạn chúng tôi trở lại với quý vị với chủ đề cơ hành và cách hóa giải trong chương trình ngày hôm nay cơ hành không hóa giải hoặc hóa giải sai giống như nợ là chồng lên nợ vậy đối với những người chưa từng tiếp xúc với công việc tiên thánh hay chưa có điều kiện à, để ra bác kế hầu cha hầu mẹ thì làm thế nào để có thể giải được cái cơ ách hành của mình vậy thì trước tiên về phần âm đó là cậy nhờ gia tiên kêu thay lại đỡ cho con cho cháu là tiên cung tiên thánh cho nó được cả tốt và chỉ dạy mách bảo cho con cháu tìm những người thầy có tâm có đức và có khả năng giúp con cháu mình về hầu hạ đúng căn đúng quả và đồng thời bản thân người có mệnh làm tôi tứ phủ thì cũng phải cần thành tâm kêu cầu cửa thánh nhất tâm quy hàng sám hối uh, nghiệp duyên đã gây ra khởi nghiệp tâm lành và hành trì thiện sự thưa quý vị và một trong những cái điều mà chúng ta cần làm đó là năng tụng kinh niệm Phật hàng ngày để nương tựa sự hộ trì của chư Phật từ đó cũng thân tâm cũng khẩu ý thanh tịnh dẫn đến những lời nói tốt lành và cũng vi thiện hơn và một trong những điều Mà chúng ta nên làm nữa là chúng ta nên Mua những cái vật để phóng sinh trong cái cái dịp uh, Lễ, dịp Tết thưa quý vị Và tham gia vào các cái hoạt động từ thiện Như là cứu giúp người nghèo Rồi cũng là lao động công ích cái Nơi uh, chúng ta sinh sống Và phát tâm công đức sửa chữa Đền chùa miếu, phát tâm ấn tống Những cái kinh sách rồi là trao Truyền uh, các cái sách quý và Tuyên truyền vận động mọi người Năng tụng kinh nghiệm vật học theo những cái Tấm gương đạo đức tốt thưa quý vị Và một một trong cái điều kiện mà chúng ta sẽ phải thấy ngay trong những hàng ngày đó là chúng ta nên có những lối sống hòa nhã đúng mực đối xử tốt với mọi người đó cũng chính là cách để chúng ta không tạo nên thêm những cái nghiệp và giảm bớt đi cái cơ hành về căn số thưa quý vị thưa quý vị và các bạn à, quý vị và các bạn à, vừa đồng hành với chúng tôi à, với các thông tin tham khảo về tín ngưỡng tam tứ phủ. hy vọng trong chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ hiểu thêm về các cái biểu hiện à, về cơ hành và cách hóa giải à, về cơ hành như thế nào chúng tôi sẽ trở lại chương trình truyền à, hình thực tế phong thủy 24 giờ trong các chương trình tiếp theo với những cái chủ đề quý vị à, đang rất là quan tâm chúc quý vị một ngày mới may mắn bình an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo